đài truyền hình SBTN Texas xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị trở lại với chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự với nhà văn Phan Nhật Nam. Và thưa quý vị, cả toàn thế giới đang ở trong một cái khung cảnh gọi là giống như là chiến tranh lạnh, cái kiểu mà thành hình do mưu đồ của Bắc Kinh, do Mao Trạch Đông thống nhất Hoa Lục ngày 1 tháng 10 năm 1949. Và điều này đã rõ ràng, đã thể hiện qua cái cuộc gọi là diễn hành ngày 1 tháng 10 vừa qua tại công trường Thiên An Môn với lại Tập Cận Bình và kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Và tại buổi lễ thì Tập Cận Bình đã khẳng định rằng không có cái gì có thể cản bước tiến phía trước của đất nước và dân tộc Trung Hoa. Và Tập Cận Bình không phải chỉ có nói những cái lời suông mà chính họ cũng đã thực hiện được cái mưu đồ này qua cái việc mà từ cái bãi chính trên Biển Đông sâu trong vùng lãnh hải của đất nước Việt Nam. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ nói về những cái câu chuyện lịch sử và thời sự ngày hôm nay cùng với nhà văn Phan Nhật Nam. Và trước tiên thì được xin chào anh Phan Nhật Nam trở lại với chương trình. Xin chào cô Thu Nga, xin kính chào quý khán giả. Dạ vâng, thưa anh, thì Thu Nga vừa nhắc đến cái việc mà diễn hành ngày 1 tháng 10 năm 2019 tại công trường Thiên An Môn. Mà tại đây thì trong cái bài diễn văn đọc trước của Đảng Cộng sản thì ông Tập Cận Bình luôn nhắc cái từ ngữ mà siêu cường hoặc là cường quốc để thực hiện gọi là giấc mộng Trung Hoa mà họ luôn luôn muốn thực hiện với kế hoạch là một vòng đai, một con đường và chương trình là Made in China 2025 nhằm chính thức mà để mà chinh phục thế giới. Thì thưa anh, Tập Cận Bình không phải mà bất ngờ hay là ngẫu nhiên mà tuyên bố như vậy, nhưng mà lực lượng này nó cũng đã bắt đầu bành trướng và có sự thật như vậy. Thì mời anh nói về cái mưu đồ của Bắc Kinh, thưa anh. Thưa cô Thu Nga, thưa quý khán giả SBTN, trước khi mà nói đến cái vấn đề của chính ngày hôm nay với bài viết thứ chính đang rối tung lên từ hôm tháng 6 đến giờ này. Thì bây giờ chúng tôi xin nói rằng là cái kế hoạch mà của tổng thầu thế giới để thực hiện Trung Quốc mộng là của Bắc Kinh, không phải của những ngày hôm nay trong cái buổi duyệt binh ngày 1 tháng 10 năm 2019 này. Nhưng mà nó được hình thành từ 1949, từ ngày 1 tháng 10 1949 khi thành lập Nhà nước Cộng hòa Nhân dân. Chứ Trung Quốc là chính của người ta, chỉ có thôi. Thì chúng ta có thể nói rằng là từ 49 đến giờ này là 70 năm. Thì trong 70 năm qua, nhà nước Trung Hoa, nhà nước Trung Cộng bắt đầu từ Mao Trạch Đông và qua các cái thời kỳ của Mao Trạch Đông hay là của Đặng Tiểu Bình hay của Giang Trạch, hiện tại là Tập Cận Bình đời thứ 5 của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc đó, luôn luôn người ta nhắc đến cái từ ngữ gọi là trăm năm quốc dục, bách niên quốc sĩ. Và người ta kể từ cái chiến tranh Nha Phiến 1839 cho đến 1949 là trong 100 năm quốc sĩ, là tính từ ngày mà nhà Trạch. Chứ chưa về rằng người ta không nói xuông, người ta hiện lên, người ta phải rửa cái nhục đó. Rửa cái nhục đầu tiên là gì? Đó là cái ngày 26 tháng 5 1950. Thống lĩnh cả đến huy động một lực lượng trên 700.000 chí nguyện quân Trung Cộng để tiếp sức với 300.000 quân của Triều Tiên đang qua vị trí bầm bắn của chia đôi Bắc và Nam Triều Tiên. Thế cái trận trước xảy ra rất là ngắn ngày, nó chỉ xảy ra 3 năm thôi, nhưng mà có thể nói rằng đó là một trận chiến đẫm máu. Và đúng cái nghĩa đẫm máu, cho nên sau đó đã có một cái ký kết đình chiến từ ngày 1953, phân đồi hai nước Bắc và Nam Triều Tiên và đình chiến tại Lạc Hàng Bằng Mũ Điếm. Cái tình chiến đó là tiền đề của tình hình hôm nay ở vùng Bắc Á, vùng bán đảo Triều Tiên. Nhưng mà cuộc định chiến đó, định chiến trên quân sự, nhưng mà lần đầu tiên nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc được kể ra trên diễn trường thế giới, ít nhất là trong diễn trường Đông Nam Á.
Và thưa vị cô chú Nga và thưa quý vị, chính cái điều quan trọng đó là cái tiền đề cho những ngày mà chúng ta sẽ nói chuyện hôm nay. Đấy là sự xuất hiện của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc ở trước diễn đàn thế giới, mà để là một đối trọng về chính trị, và phía kia là dân chủ tự do, tức là phía Mỹ, chính là cái tiền đề của hôm nay. Và cái vấn đề mà bản tư chính của Việt Nam, cuộc duyệt binh vừa rồi, tất cả chỉ là những hậu quả và hệ quả của cái ngày mà ký kết đình chiến 27 tháng 7 1953 ở bán đảo Triều Tiên, và lần đầu tiên Trung Cộng bước ra diễn trường thế giới để có mặt trong những ngày hôm nay. Dạ vâng, cái câu hỏi mà chúng tôi muốn đặt ra là cái từ đâu mà cái biến cố nơi cái diễn trường gọi là Bắc Á trên cái lãnh thổ Bắc Triều Tiên nó lại tác động kia xuống miền Nam của châu Á để Việt Nam trở thành một cái nơi mà gọi là tranh giành cái chủ trương giữa hai lực lượng dân chủ tự do phía Cộng sản và Trung Cộng, là thành phần quyết định để đưa đến cái tình trạng mà căng thẳng hiện nay trên Biển Đông, thưa anh. Thưa cô Thu Ngọc và thưa quý vị, vừa rồi tôi có nhắc đến cái biến cố chiến tranh ở bán đảo Triều Tiên bắt đầu từ 1950 và kết thúc vào cái lần đình chiến tạm đình 7 tháng 7 1953, nhưng mà không phải là vấn đề riêng của Bắc Nam Á. Tại vì sao? Tại vì Mao Trạch Đông có một cái thủ lĩnh, một trợ thủ rất là đắc lực, đó chính là Hồ Chí Minh và nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa này đã tiếp tay một cách đắc lực và có hiệu quả nữa. Hiệu quả như thế nào? Đấy là vấn đề của chúng ta sẽ nói trong hôm nay. Nhưng bây giờ bắt đầu là cái sự trợ thủ đó. Trợ thủ đó là được khởi động trên cái cuộc chiến tranh ngày 19 tháng 12 1946, đêm nổ súng tại Hà Nội. Cuộc chiến tranh nó kéo dài cho đến 9 năm và kết thúc bởi Hiệp định Geneva 20 tháng 7 1954. Nếu có câu hỏi trước, tôi đã phân tích và có một cái kết luận. Cuộc đình chiến tại bán đảo Triều Tiên năm 1953 đã đưa Trung Cộng ra diễn trường thế giới, diễn trường chính trị thế giới. Thì cái cuộc đình chiến ngày 20 tháng 7 1954 ở Geneva, Trung Cộng đã xác định cái vị trí quyết định về chính trị, về quân sự, về ngoại giao của vùng Đông Nam Á. Và cái lần mà ký kết 20 tháng 7 1954 kia, được 20 năm sau được xác định thêm một lần nữa, đây là cái Hiệp định Paris ký kết ngày 27 tháng Giêng 1973 giữa bốn bên Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa, Bắc Việt và Mặt trận Giải phóng. Tuy nhiên đằng sau của cái Hiệp định Paris năm 1973 kia có sự hiện diện rất quan trọng của một lực lượng, đây là nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, với sự dàn xếp của Mỹ qua một cái thông cáo chung của là thông cáo chung của Thượng Hải 1972. Thưa cô Thu Nga và thưa quý vị, tôi không có ép lịch sử, ngài không quyền ép lịch sử ép. Nhưng rõ ràng trong suốt hơn nửa thế kỷ, từ 1950 ở bán đảo Triều Tiên cũng đến 1954 ở hội nghị Geneva, xuống năm 1973 của Hiệp định Paris, thì rõ ràng chúng ta đã thấy một cái yếu tố, đấy chính là nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc và cái cuộc tổng công kích mùa hè năm 1972 mà như tôi đã vừa và cũng trình diễn ở trên hệ thống SBTN này. Chúng tôi đã trình bày rất rõ cái cuộc chiến trận chiến xuân hè 1972. Đấy chính là mặt nổi của tất cả sự dàn xếp của giữa Mỹ và Trung Cộng. Và hôm nay thưa quý vị, cái hệ quả tất yếu chính là những ngày hôm nay nó hiện thực.
anh phải tư chính ở trong vùng lãnh thổ của Việt Nam. Dạ vâng. Là sau cái cuộc chiến tranh Triều Tiên từ thập niên 1950 rồi đến việc mà tranh chấp nơi eo biển Đài Loan, rồi chiến tranh Việt Nam trong những thập niên 1960-1970 và dọc theo 6 tỉnh biên giới của Hoa Việt năm 1979. Và hôm nay thì cái việc mà ở Biển Đông với cái bãi Tư Chính và cũng là cái đầu mối bởi một cái nước mà luôn luôn gây hấn và muốn chiếm lĩnh đất nước Việt Nam, đó là Trung Cộng. Thì thưa anh, phân tích thêm về cái việc này ạ. Vâng, thưa cô Thu Nga và thưa quý vị khán giả BTN. Như tôi đã trình bày trong câu hỏi thứ hai mà liên quan đến câu hỏi số 1 và bây giờ đến câu hỏi số 3, thì chúng ta đã thấy một cái nhân tố rất là cụ thể. Đấy chính là nhà nước Bắc Kinh, nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Nhà nước này đã tạo nên cái cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950 và kết thúc qua cái buổi tạm đình chiến tại 27 tháng 7 1953. Chính nếu không có cái nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc này thì lấy ở đâu mà lực lượng Việt Minh của Hồ Chí Minh gây được, kéo dài được cái cuộc trận chiến từ 46 cho đến kết thúc với lại Hiệp định Geneva ngày ký ngày 20 tháng 7 1954. Nhưng mà chưa hết, 20 năm sau, cũng chính nhà nước này, cũng chính về cái người mà thực hiện rất là có hiệu quả là nhà nước Cộng hòa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có ở Hà Nội của Hồ Chí Minh, đã tạo nên một cái bung sung, đã tạo nên một cái tổ chức ngụy danh tức là Mặt trận Giải phóng miền Nam ngày 19 tháng 12 năm 1960, để từ đó để gây nên cái cuộc chiến 1960 và kết thúc của ngày 30 tháng 4 1975. Nhưng mà muốn có kết thúc của ngày chiến tranh của ngày 30 tháng 4 1975 thì phải có một cái hiệp định Ba Lê là cái ngày 27 tháng Giêng 1973, và Mỹ rút ra khỏi Việt Nam toàn diện cả tất cả các lực lượng sau 60 ngày ký kết. Từ đó chúng ta đã thấy ra một điều, suốt cả nửa thế kỷ đi qua, từ năm 50 rồi đến năm 54 rồi đến năm 72 rồi đến năm 75 và tới ngay tại hôm nay, thì rõ ràng chỉ có một cái yếu tố duy nhất, đó là Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc và một cái đối trọng của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc đó chính là nước Mỹ, chính là Liên bang Bắc Mỹ. Thành thử thưa cô, và giữa hai cái lực lượng đối nghịch đó thì có một lực lượng thứ ba, chính là nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của Hồ Chí Minh, hiện thực cái điều mà nào bây giờ đã ghi ở trên cái đền thờ của Tổng Bí thư Lê Duẩn, một cái khẩu hiệu mà rất có ý nghĩa, ý nghĩa trong thực tế, ý nghĩa trong diễn tiến của lịch sử và ý nghĩa ở trong cuộc chiến tranh mà phía Hà Nội luôn đề cao, đó là cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Vâng, cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước đó đã hiện thực trong cái câu trên bàn thờ của Lê Duẩn, trên cái đền thờ của Lê Duẩn, đây là ta đánh Mỹ, ta đánh cho Trung Quốc và đánh cho Liên Xô. Yeah. À, đúng như vậy, ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và đánh cho Trung Quốc. Thế thì nói rằng để mà giải phóng miền Nam thì cái điều đó là một cái điều rất là khôi hài. Thế nhưng thưa anh, đâu có phải Bắc Kinh muốn làm gì thì làm, thế còn Mỹ thì để làm gì? Và xin anh trở lại cái cuộc chiến tranh lạnh mà lúc đầu đó chúng tôi có nhắc đến và hỏi anh, thì cuộc chiến tranh lạnh hôm nay có cái gì khác với là cái cuộc chiến tranh lạnh mà trước kia của Liên Xô, Mỹ và Trung Cộng hay không thưa anh? Vâng, thế bây giờ chúng ta phải bàn đến, phải nói đến cái cuộc chiến tranh lạnh mà giữa hai đối, đúng không? Đây là nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc và Liên bang Bắc Mỹ. Như suốt trong buổi nói chuyện này, từ bắt đầu câu chuyện cho đến giờ này, tôi luôn luôn lặp đi lặp lại cái yếu tố Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc và Mỹ. Thì hai cái lực lượng đối trọng này
đã có một cái thông cáo lịch sử, đó là thông cáo của Thượng Hải 1972. Trong thông cáo Thượng Hải này đã có thêm một sự kiện nữa, đấy là Mỹ đã lấy cái chiếc ghế của nước Cộng hòa Dân quốc của thống chế từ ghế thạch, tức là Đài Loan. Cái ghế đó là ghế đại diện của Trung Hoa Dân quốc từ 1945 ở ủy ban thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Bây giờ lấy cái ghế đó để thay thế bằng cái chỗ ngồi của Cộng hòa Dân quốc bởi Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, tức là thế Đài Loan bằng Bắc Kinh. Thì tất cả cái điều, cái vấn đề mà cô vừa, cái cụm từ gọi là chiến tranh lạnh. Chiến tranh lạnh đó nó bao trùm trong hơn nửa thế kỷ, là nó bao trùm cả châu Âu qua đến châu Á. Chiến tranh lạnh đó là ở giữa Mỹ và Liên Xô ở bên phía diễn trường của châu Âu. Và chiến tranh lạnh đó nó bao trùm ở vùng Đông Á, ở giữa Bắc Kinh với lại là Trung Cộng. Cuộc nói chuyện của chúng ta hôm nay chỉ nói về cuộc chiến tranh lạnh ở giữa Mỹ và Trung Cộng tại diễn trường Đông Á, và qua cái hiệp định và cái thông cáo Thượng Hải ký 1972. Nhưng mà thưa cô, cho đến bây giờ là qua thế kỷ 21, cái cuộc chiến, cái hệ thống chiến tranh lạnh tại Đông Á, tại châu Á giữa Mỹ và Trung Cộng nó không còn giá trị nữa. Tại vì sao? Có một cái thời điểm nó xảy ra trong ngày hôm nay, trong năm 2019 này, 70 năm sau ngày thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Đấy là ngày 24 tháng 7 năm 2019 vừa rồi. Phía Bắc Kinh đã cho phổ biến một cái bạch thư về quốc phòng. Và trong bạch thư về quốc phòng đó đã xác định một cái điểm then chốt, tức là cá biển đảo trên Biển Đông là thành phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc, và Hải quân Trung Cao sẽ đối phó với mọi đe dọa an ninh và sự khiêu khích ở trong vùng biển này. Thưa cô Thu Nga và thưa quý vị, chính cái điều mà tôi vừa đọc nguyên văn đấy là nó nằm ở trong cái sự, cái câu mở đầu của bạch thư quốc phòng của Bắc Kinh đã được phổ biến ở trong ngày 24 tháng 7 1919. Và đấy là một cái dấu hiệu để phá vỡ cái thế chiến tranh lạnh mà đã được thành hình từ trong thông cáo chung năm 1972 tại Thượng Hải, và bây giờ nó không còn nữa, tất cả là được kết thúc chiến tranh lạnh lần thứ nhất, và bây giờ đang mở ra một cuộc chiến tranh lạnh trong cái vùng Đông Á, ở trong cái vùng châu Á Thái Bình Dương. Mà đây là chủ đề mà chúng ta đã phải bàn trong cái buổi nói chuyện hôm nay. Đây là qua cái lần công bố bạch thư ngày 24 tháng 7 1919 của Bắc Kinh. Dạ vâng, thì chúng ta cũng còn vài giây phút nữa, thì Thu Nga có một cái câu hỏi chót, đó là cái việc mà cái bãi tư chính á, thì rõ ràng như vậy Trung Cộng có cái ý đồ xâm lăng, chứ không phải là tới đây để mà khoan dầu hay là đào mỏ gì hết, như là có nhiều người nhận định, trong đó có giáo sư Conteyer, phải không thưa anh? Dạ vâng, thưa cô Thu Nga, tôi nghĩ rằng cái câu hỏi này chúng ta phải có, cần có một cái buổi nói chuyện kế tiếp. Chứ còn vì câu hỏi này nó rất lớn, nó liên, bây giờ nó đã đi qua đến cái vấn đề của bài tư chính là hiện thực. Cái chiến tranh lạnh của lần thứ hai này không phải là cuộc chiến lạnh, cái cấu trúc chiến tranh lạnh của 1972 qua thông cáo Thượng Hải, mà bây giờ nó đã qua một hình thái mới. Hình thái đó hiện tại đang nổ bùng tại vùng bãi tư chính. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải đưa qua trong một cái buổi nói chuyện kế tiếp. Dạ vâng, chắc là như vậy, tại vì chúng tôi cũng đã hết giờ rồi. Khi nói về cái cuộc chiến tranh lạnh ngày hôm nay và cuộc chiến tranh lạnh trước kia, và cũng như là bãi tư chính, thì có nhiều cái vấn đề để mà nói. Và Trung Cộng thì nuốt gần hết biển đảo của Việt Nam rồi. Thế nhưng mà ông Phạm Bình Minh khi mà trước Hội đồng Liên Hiệp Quốc
tổ chức ở tại New York thì không có dám nêu tên Trung Cộng một cách đích danh, nhưng mà anh Phan Nhật Nam phải có nhiều thời giờ hơn thì mới bàn luận về cái chuyện này được. Và chúng tôi xin được tạm ngưng nơi đây và sẽ trở lại với chương trình Câu Chuyện Lịch Sử và Thời Sự với anh trong chương trình kế tiếp. Xin chào anh và hẹn gặp lại. Vâng, chào cô Thu Nga, xin kính chào quý khán giả NBTN, hẹn lại trong cái chương trình tiếp để trình bày những chi tiết rõ hơn về vấn đề bài tuyên truyền. Thì Nhi xin kính chào quý khán giả và kính thưa quý vị, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1600 AM bất cứ nơi nào, bất cứ ở đâu, rất tiện lợi và dễ dàng, bằng cách quý vị có thể download một cái application trong cell phone của quý vị, click vào App Store và click on Search, và quý vị có thể đánh vào Audio Now. Và quý vị lấy tay đẩy xuống hoặc kéo ngang qua lại, quý vị sẽ thấy logo của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và quý vị click on logo, click get và install. Với app logo này có hai option để quý vị có thể nghe đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1600 AM. Đó là nghe live hoặc nghe qua phone, rất dễ dàng, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, bằng application trên chính những chiếc phone của quý vị. 425-585-1563 425-585-1563